Người càng giàu càng giấu kỹ 5 điều này. Quý vị thân mến, có câu nói vui đùa rằng người giàu lập kế hoạch cho cả 3 thế hệ, người nghèo lập kế hoạch cho mỗi tối thứ bảy. Câu nói trên có phản ánh sự thật hay không thì chúng ta không rõ, nhưng theo những người từng nghiên cứu về thói quen của người giàu nhất thế giới đã khẳng định đó là người giàu thường có tầm nhìn xa trông rộng hơn những người bình thường khác. Và sau đây là 5 bí mật người giàu không muốn tiết lộ, vì ai hiểu được sẽ kiếm được cả gia tài. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Tự kinh doanh làm chủ. Lối tư duy thông thường của chúng ta đó là đi theo lộ trình học hành chăm chỉ, tốt nghiệp đại học và xin một công việc phù hợp với năng lực của mình. Nếu giỏi hơn nữa, ta có thể được thăng tiến và cảm thấy hài lòng khi tiền lương gia tăng theo thời gian hoặc chức vụ của mình. Có thể nói toàn bộ hệ thống giáo dục từ châu Á tới châu Âu, châu Mỹ đều đào tạo chúng ta trở thành những người làm thuê chuyên nghiệp. Thế nên, rất ít người bứt phá ra khỏi vòng xoáy đó để tự mình làm chủ. Điều này không có nghĩa phủ định lợi ích của việc làm thuê, nhưng để thành những tỷ phú, một người hoàn toàn khác biệt với số đông thì cũng phải có tư duy khác. Một trong những bí mật người giàu không muốn tiết lộ đó là chỉ có làm chủ mới giúp họ thực hiện giấc mơ triệu đô. Theo thống kê của Forbes, có 1.426 tỷ phú thế giới làm giàu nhờ vào tự kinh doanh. Công ty có thể do họ hoặc các thành viên trong gia đình sáng lập. Người giàu luôn biết rằng nguồn gốc của sự giàu có xuất phát từ việc bạn phải bắt tiền bạc làm cho mình, chứ không chỉ là việc bán sức lao động. Việc chủ động tạo ra nguồn thu nhập cho chính mình quan trọng hơn thụ động nhận tiền lương mỗi tháng, và nó sẽ là cách tốt nhất giúp tích lũy tài sản. Tất nhiên sẽ có chi phí cơ hội giữa việc tự kinh doanh và làm nhân viên. Muốn kiếm được bộn tiền, bạn nhất định phải có dũng khí để tự mình theo đuổi ước mơ đến cùng, thậm chí hy sinh cả sở thích cá nhân để dồn tâm cho công việc. Nhiều người không dám bước ra khỏi vùng an toàn nên mỗi ngày đều chạy quanh những công việc quen thuộc. Chính vì không có dũng khí nên họ tự tay loại bỏ đi nhiều cơ hội để đổi đời và làm giàu. Chuyên gia tư vấn tài chính nổi tiếng Robert Wilson nhận định, người nghèo và tầng lớp trung lưu nghĩ rằng tự kinh doanh sẽ rất rủi ro. Nhưng người giàu biết rằng rủi ro mới tạo ra cơ hội và cho phép tập trung toàn bộ thời gian lo cho công ty của mình. 2. Không chỉ dừng ở việc tiết kiệm. Nhiều người kiếm được tiền liền tiêu xài hoang phí, nhưng ngược lại, có người biết cách tiết kiệm, tích lũy, thế nhưng cũng không thể giàu nổi. Vậy lý do là ở đâu? Tuy tiết kiệm, ngăn ngừa tiêu dùng là phẩm chất tốt, có tác dụng đối với việc tích lũy tài sản, song thực tế, tiết kiệm không phải là cách làm giàu của các triệu phú. Một trong những bí mật người giàu không muốn tiết lộ cho bạn đó là họ không chỉ dừng lại ở mỗi việc tiết kiệm. Họ còn dùng chúng để đầu tư sinh lời. Trong khi bạn đang tự hỏi bao nhiêu tuổi thì nên đầu tư, thì người giàu họ đã tìm cách để kiếm tiền, đẻ ra tiền từ khi còn là thanh thiếu niên. Chỉ khi biết biến đồng tiền thành những nô lệ chăm chỉ đi kiếm tiền về cho mình thì mới mong có được sự giàu có, sung túc mà bản thân hằng mong muốn. Đó là lý do vì sao bạn chỉ nên trữ tiền tạm thời và sau đó cần học cách để có thể đầu tư đúng cách. Còn ngỗng vàng chỉ hữu ích khi nó đẻ trứng. Nếu không, bạn sẽ giết thịt nó và cuối cùng chẳng có gì trong tay. Thế nên nếu bạn muốn trở nên giàu có, hãy suy nghĩ đến việc dùng tiền của mình để đầu tư, thử sức bằng cách đem tiền đi đầu tư cổ phiếu, chi trả cổ tức, bất động sản hoặc kinh doanh một cái gì đó, chứ đừng để tiền nằm yên một chỗ. Tuy nhiên không nên đầu tư một cách mù quáng, bạn phải tự trang bị kiến thức, kinh nghiệm cho bản thân, vì có như thế bạn mới có mắt nhìn thị trường, tìm hiểu rõ ràng trước khi đầu tư, tránh được tâm lý đám đông. 3. Dùng tiền của người khác. Không bao giờ phải mắc nợ ai cả thì không có gì là sai. Thế nhưng rất khó để làm giàu nếu có tư duy như vậy. Chúng ta hầu hết đều sợ vướng phải nợ nần để biện minh cho sự thiếu hiểu biết của bản thân về tiền bạc. Còn với người giàu, nguyên tắc vàng của họ là dùng tiền của người khác để tạo ra tài sản cho chính mình. Dùng những đồng đô la của chính mình để đầu tư là một trò mạo hiểm và khả năng thu lời cực kỳ thấp. Bạn cần phải biết dùng tiền của ngân hàng, các nhà đầu tư hoặc một bên thứ ba để đem lại lợi nhuận cho mình. Không những thế, bạn còn phải biết tận dụng các luật ưu đãi thuế từ nhà nước có lợi cho mình, Robert Wilson chia sẻ.
Lợi ích của việc dùng tiền của người khác mà không phải ai cũng biết, đó là nợ được ngân hàng nghĩa là bạn rất có uy tín với họ bằng việc chứng minh tiềm lực kinh tế tốt, đủ khả năng để trả số tiền đã vay. Và không chỉ một mà rất nhiều tổ chức tài chính và ngân hàng lớn cũng sẽ lần lượt đến hỏi và đề nghị cho bạn vay. Tận dụng đòn bẩy, có thể bạn chỉ có 1 tỷ, nhưng nếu vay thêm vốn hỗ trợ, có thể làm được dự án 3 tỷ hay thậm chí là hàng trăm tỷ. Đó là cách dùng đòn bẩy mà người giàu vẫn thường xuyên áp dụng. Nguồn lực của bạn luôn có hạn, nhưng tổng hợp của nhiều nguồn lực thì nó là vô hạn. Thay vì để đòn bẩy có khiến bạn nợ nần hay phá sản, người giàu luôn tìm kiếm điểm tựa vững chắc để có một tương lai phát triển tích cực. Lạm phát làm loãng các khoản nợ, giống như lạm phát tiềm ẩn của một số đồng tiền hiện nay rất mạnh, sức mua của đồng tiền không còn tốt như mọi năm. Tuy nhiên nên nhớ rằng, lý thuyết càng mắc nợ nhiều thì càng giàu chỉ phù hợp với một số nhóm người nhất định. Việc nợ để sử dụng sức mạnh của tiền bạc chỉ nên là trò chơi của những kẻ khôn ngoan về tiền bạc. Nếu không, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi khiến bạn không thể vực dậy nổi. 4. Tham vọng đủ lớn. Cơ hội luôn có sẵn, nhưng vì chúng ta thiếu tham vọng, hoài bão nên ngủ quên trong sự yên ổn giả tạo mà chính mình tạo ra. Nếu không có tham vọng đủ lớn, thì ngay cả một cơ hội tốt trước mắt bạn cũng không biết nên làm gì với nó. Chuyện kể lại rằng, một vị thương gia giàu có vì thương người nông dân nghèo nên đã cho anh một con bò để mong anh có chút vốn, từ đó kiếm tiền và trở nên giàu có. Người đàn ông nghèo cảm ơn rối rít vì con bò. Thế nhưng khi thương gia kia đi rồi, anh mới nhận ra rằng mình không biết phải làm gì với nó. Vì sợ tiếc tiền cho con bò ăn hàng ngày nên anh quyết định bán nó đi để đổi lấy gà. Thế nhưng anh không chăm lo nuôi gà nên chúng mắc bệnh và lần lượt chết hết. Một ngày nọ, thương gia kia quay lại để thăm nhưng không thấy bò đâu, chỉ thấy người nông dân vẫn đang nằm ngủ thiếp trên giường. Người thương gia lắc đầu ngán ngẩm và xoay đầu bỏ đi, trong khi anh ta vẫn đang ngủ say, không hề biết rằng bản thân đã tự bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Có thể thấy số đông giống như anh nông dân nghèo kia, không biết mục tiêu của mình nên cũng chẳng có tham vọng. Đến khi ai đó mang tới cho mình những điều tốt đẹp, cũng không biết phát huy nó. Chúng ta thường gặp khó khăn trước những sự lựa chọn, không biết làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Bởi những lựa chọn đem lại lợi ích cao, đồng nghĩa với rủi ro, nên lo lắng, chùn bước, không dám hành động. Ai cũng mong mình giàu có, nhưng không phải ai cũng hành động quyết liệt. Vậy nên số tiền họ kiếm được chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, hoặc sống một cuộc đời tốt hơn một chút. Nhưng những người giàu thì khác. Họ tin chắc rằng mình sẽ trở nên giàu có và không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Họ liên tục cải thiện bản thân vì điều này. Thực tế, của cải thường được tìm kiếm ở những nơi khó khăn. Mọi người sẽ không bao giờ kiếm được tiền nếu không bước ra khỏi vùng an toàn. Và người giàu có khả năng chấp nhận rủi ro, nhưng người nghèo thường lại sợ mạo hiểm. Tuy nhiên, điều chúng ta cần lưu ý, mạo hiểm là một loại xác suất. Đừng mạo hiểm sai hướng bởi nó có thể khiến bạn mất tất cả. 5. Viết mục tiêu ra giấy. Một trong những bí mật người giàu không muốn tiết lộ đó là những gì quan trọng họ đều viết ra giấy, bao gồm cả mục tiêu của bản thân. Tương tự như phương pháp Kakebo của người Nhật áp dụng trong hơn 100 năm nay, họ ưu tiên viết mọi thông tin ra giấy cho trực quan hơn, dễ hình dung và ghi nhớ cũng tốt hơn. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy viết ra giấy quả thực là giải pháp giúp ghi nhớ mọi thứ vượt trội, dù rằng mỗi người sẽ có phương thức ghi chú và lập danh sách việc cần làm khác nhau. Bộ não của chúng ta luôn lưu giữ thông tin tốt hơn sau khi đã viết chúng ra giấy. Điển hình là tác giả cuốn sách Thói quen của người giàu Thomas Coley cho biết trong một cuộc nghiên cứu mới đây của mình, có 67% số người giàu mà ông khảo sát thường viết mục tiêu của họ ra giấy, 81% duy trì danh sách những việc phải làm. Thứ bạn cần không phải là máy móc hiện đại, đừng ngần ngại mà viết ra giấy từng bước bạn cần làm để đạt mục tiêu đó, rồi bạn sẽ đạt được chúng trong tương lai không xa. Quý vị thân mến, cách kiếm tiền của người giàu không khác chúng ta là bao, nhưng điều quan trọng là họ vô cùng kiên định, họ cũng không sợ sai, nếu sai thì họ làm lại,
chỉnh sửa cho đúng thì thôi, miễn là cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu làm giàu, dù thời gian là bao lâu đi chăng nữa. Họ đủ niềm tin rằng rồi mình sẽ làm được. Mong rằng tất cả chúng ta cũng như vậy và trở nên giàu có, quý vị nhé.